Tế xin mến chào cả nhà thân thương đã đến với kênh của Tế. Thì ngày mới Tế xin chúc cả nhà một ngày mới an lành, vui tươi, mạnh khỏe, trẻ đẹp và hạnh phúc. Cả nhà ơi, thì hiện tại Tế đang ở cái vùng núi của xã Phước Bình của huyện Bắc Ái. Là hiện tại là Tế đang ở đây là ở trên ngọn núi này để hôm nay Tế thực hiện một cái thử nghiệm. Thử nghiệm nó là thử nghiệm người đồng bào cả nhà. Thì hôm nay Tế thử hỏi là xe của Tế là hết xăng. Tế thử vào xin thử rồi xem phản ứng của họ như thế nào nha cả nhà nha. Thì hôm nay á là cái vùng đất ở chỗ này để Tế quay đằng sau cả nhà xem. Núi nha cả nhà nha. Đây. Tế đang ở giữa chân đèo của cái xã Phước Bình này cả nhà. Là từ cái hướng Ninh Thuận lên Tế chạy lên đây là nói chung là cũng xa lắm. Thì Tế có phát hiện một ngôi nhà ở trên kia, ở trên lùm cây kia cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Đó, ở chỗ đó đấy. Thì Tế thử lên đó Tế dạ. Tế thử xin xăng xem là có không nha cả nhà. Thì xe này là xe của Tế mượn thôi. Xe này xe Tế mượn của em vợ Tế. Xe của Tế thì hư, Tế bỏ ở nhà rồi. Đây cả nhà ơi. Đó, ở trên kia nha. Thì Tế sẽ kiếm đường lên trên đó rồi Tế hỏi xem thử. Tế thử xin tiền đổ xăng và xem họ phản ứng như thế nào nha. Tại vì cả nhà biết sao không, người đồng bào họ rất là ấy luôn, họ rất là thẳng thắn luôn, họ nói chung là họ thương lắm cả nhà ơi. Để Tế thử lòng xem họ như thế nào cả nhà nha. Đây cái đường dốc lắm cả nhà ơi, để Tế đi lên đây cả nhà thấy Tế quay là bình thường thôi, nhưng mà lát nữa Tế mà lên trên đó Tế quay xuống là cả nhà thấy là cái đoạn đường nó gồ ghề, nó gấp bấp bênh lắm cả nhà. Ôi trời ơi. Đây, để Tế quay xuống cho cả nhà xem nha. Đó, cả nhà thấy không? Đây, xung quanh bên này á là cái hồ lớn lắm nha cả nhà nha. Cái hồ này gọi là cái hồ Sông Cái. Ở bên kia cũng có người đồng bào họ đang nhổ cỏ hay gì kìa nha. Đó, họ đang nhổ cỏ trên đó đấy. Để Tế lên đây Tế dạ bộ. Ây làm cái nghề này leo núi nhiều lắm cả nhà ơi. Leo núi mà phải leo núi giỏi nữa kìa. Ồ, cái này núi rừng cả nhà thấy đẹp không? Xung quanh là núi rừng luôn. Ở bên kia cũng có cái một cái căn nhà kìa. Hồi nãy Tế không thấy cái bên đó. Tế thử lên bên này đi. Bên này nó cao hơn, xa hơn. Thì Tế thử lòng, nếu mà họ giúp Tế thì Tế sẽ trao một món phần quà nha cả nhà nha. Tuy là không có lớn nhưng phần quà này là chắc là cũng đỡ lắm cả nhà. Xe Tế ở dưới không biết là có bị mắc hay không nữa. Ôi rắn rắn. Tế đi mà Tế không thấy rắn luôn. Ôi rắn kìa. Ôi, chạy luôn. Mùa mưa lên núi nguy hiểm lắm. Cho nên Tế lúc nào cũng mang giày hết. Sợ mà bị sao sút một cái là rất là nguy hiểm nha cả nhà nha. Wow, ở xíu kia cũng còn nhiều rẫy lắm cả nhà. Tế vào trong này Tế hỏi thăm trước cái ra. Wow, xa. Đây, để Tế đứng trên này Tế quay lại cả nhà xem nha. Đây là, đây là thuộc cái đường đoạn đường đèo của cả nhà. Kìa. Toàn là núi rừng luôn nha. Xa, xe mình, xe của Tế để dưới cùng kia luôn kìa. Không biết có ai ở đây không nhá, phải có người ở nhà đây thì cũng đỡ, không là mình cũng phải đi kiếm chỗ khác đó cả nhà. Còn là đi xa lắm. Đang cột dây dày, dây bị cột. Ôi trời, bắt đầu cảm thấy mỏi chân rồi đấy. Đây người dân họ trồng điều nè cả nhà. Cái này mấy cái thơm này. Này mùa vào mùa là chắc là nhiều lắm á. Wow. Tí mà mỗi lần lên trên núi cái cảm giác nó thoải mái đầu óc lắm cả nhà. Mình trở về thiên nhiên đấy. Rất là thích luôn. Nhưng mà hình như không phải cái đường này là đường lên trời. Họ cái đường riêng có cái đường riêng á. Mà Tí không biết. Đây sắp tới cái trò kia kìa nha. Ở trong lùm cây đấy. Xa xa Tế thấy một xa xa thôi. Ui dồi mỏi chân quá.
Wow, mọi chân quá. Ôi dồi ôi, người đồng bào đa số họ sống trên núi cao lắm cả nhà. Wow, cả nhà ơi, đứng trên đây xem này. Wow, sao mà nó đẹp nhỉ, kỳ quan của thiên nhiên luôn. Ôi trời, bắt đầu cảm thấy mỏi chân rồi đấy. Không biết có ai ở nhà không. Giờ mà lên leo trên núi này cao như vậy mà con thấy ai ở nhà cũng hơi buồn vậy cả nhà. À đây, hình như có người, hình như có người rồi. Thấy nè, có tin vui, để thấy thảm lòng thử nha cả nhà nha. Ôi da, ôi da, sao lấy cái ống này. Ôi rồi. Dạ, con chào chú. Con leo lên đây, nó cao quá. Có xe chạy, đường xe chạy lên không chú? À, đi đường dưới chạy vòng lên hả? Dạ. À, con đi ngang đường đây nè, xe con hết xăng á chú. Chú có tiền chú cho con xin 20.000 con đổ xăng với chú. Ở trên núi mà sao có tiền được. Đấy, hai chú cháu mình ra ngồi nói chuyện xíu đi chú. Chú còn ít xăng nào không, cho con xin đổ một ít để con chạy xuống tới đây nè, con đổ lát nữa con quay lại con mua con chạy cho chú. Biết rồi, nhưng mà núi đâu có tiền đâu. Dạ. Thì chú cũng hết xăng rồi. Sao chú cũng hết xăng rồi? Hết luôn, tính xuống là không được. Chú ở đây mấy ngày mới về một lần. Đã không về đâu. Không về luôn hả? Ừ. Chú ở đây với ai? Ở với chú thôi. Chú ở với chú thôi hả? À? À, mình chú đâu, vợ con chú đâu? Đấy. Vợ con chú đâu chú? Còn chú ở nhà là ở dưới hả? À, ở Phước Hòa hả chú? Ở Phước Hòa. À, con cũng đùa chú thôi, con xe con còn xăng. Con lên đây con làm một cái chó sủa quá. Biết rồi mà. Biết luôn hả? Chú biết con thử lòng luôn hả? Thử lòng là cái em biết. Chú từng làm việc đây nhiều năm rồi. À vậy hả? Chú ngồi xuống đi, con mời chú ngồi xuống để con làm một cái clip chú nha. Con à, hay là mình lên trời cho mắt chú nha. Ui trời ơi, lên trời đi. Đây cả nhà ơi, xe này xe của chú nè. Chú ở đây là ở xe của người ta. À, xe của người ta hả? Ừ. Xe của chú đâu? Chú là hai cái chòi, một chòi đen, chòi dưới. Ngay cái đầu đường đó. Ngay đầu đường nào chú nha? À, chòi dưới hả? À, chòi dưới đó cũng của chú hả? Ừ, chú hết rồi. Con leo lên mà nó mệt quá chú ơi. Ừ, cả cháu rồi lo lo lên lần mà. Dạ. Chứ rằng mà cũng làm việc nhà nước nhưng mà có khi đi đồng bằng, khi đi lên núi. Dạ cháu hả? Không rồi, cái cháu á. Hôm nay là tụi con lên đây, tụi con thử nghiệm và tụi con khảo sát người dân ở đây luôn. Dạ. Dạ. Ồ, cái hồ này là gọi là hồ gì cháu? À, gọi là hồ Sông Cái. Hồ Sông Cái hả? Ồ, cái hồ này lớn dữ cơ chú nha. Lớn lắm. Cái hồ này là lớn nhất là cái tỉnh Ninh Thuận. À, hồ này là lớn nhất tỉnh Ninh Thuận luôn. Ừ. Chú cho con hỏi chú tên gì? Chú tên Trần Bá Tiến. Cha mà lấy tiếng hả? Dạ. À, chú bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay chắc tròn 60 à. Tròn 60 hả? Tròn 60 vẫn thấy cường khỏe, cường tráng lắm á. Chú ở trên này ở luôn hả? Dạ, chú ở đây ở luôn đây, có khi về nhưng mà khó khăn ở dưới là được việc gia đình cái này kia chú mới về lần thôi. À, lâu lâu chú mới về lần là xe là chú có đi xe không? Chú đi bộ không? À, đi xe chứ. À, đi xe chứ ở trên này xa là không có đi bộ được.
mình trồng bắp ở chỗ? À, trồng bắp với đào sang canh, bắp đào nhiều cây lắm. Chẳng qua mày chú đi trồng ăn chú thì sau này cháu chắc ăn thôi. Nhưng mà không làm kinh tế đâu. À, không còn làm kinh tế hả chú? À, nhiều cây lắm, cây bưởi có rồi, cây bù sữa này, cây dưa này, tùm lum la hết. Ở đây mình trồng để mình ăn thôi chứ mình không có bán. Để không có bán nhưng mà nhiều bán mà trong ít để các cháu nó ăn thôi. Nó thèm ăn á. Trên hồ. Nếu mà hồ lên mua là mua. Mình bán thôi. Ấy là mình vẫn trồng để ăn, còn ai mua thì mình bán. Bán chẳng qua bán đâu có giá cả gì đâu, bán thương lượng thôi. Bán thương lượng thôi, bán để kiếm gạo ăn thôi đúng không chú? Gạo ăn rồi kiếm xăng dầu chạy thôi. Dạ. Thường chú ở đây là chú mấy ngày chú về một lần? Có khi cả tháng là ở đây luôn, nuôi đây để nuôi trong rừng đó vì cải thiện trong gia đình thôi. Ấy là mình nuôi mấy con để mình cải thiện trong cuộc sống mình ấy. Cải thiện trong cuộc sống trong gia đình thôi. Dạ. Mình nếu hộ mà Linh mua là mình có bán thôi. Dạ. Gà đâu. Dạ, ai mua thì mình bán. Mình bán. Thì bây giờ là nếu mà tôi quán là 120 thì bán có 90 thôi. Trăm cỡ đó hả? Mình bán mình vừa bán vừa tặng luôn á. Vừa bán vừa tặng luôn. Ở trên này là mắc lắm á chú. Chú một mình chú là tự xây cái chòi này luôn hả? Tôi làm chòi đấy luôn. Còn cái xe này là người ta gửi hay sao chú? Người ta gửi đó. Mà cái đường chạy đường này là tới đường này luôn này nè. Đường vòng lẽ nữa hả? Đường vòng lẽ, đường bê tông hết. Con không biết. Bê tông này là nhà nước đổ hay là mình tự đổ đây? Cái này là tự là mình huy động dân. Nhưng mà chú làm chỉ huy ở đây. Chú làm chỉ huy đây hả? Tụi riêng cái cuộc sống ở đây là từ lâu năm rồi cháu ạ. Từ năm 78 á. Cuộc sống bà con đây là trước đây cũng đến núi mà đây cũng đến cũ trước đây. Nhưng mà họ bị xuống thì làm cái rồi cũ để thôi. Cái này là hồi xưa là khu này là làng luôn hả chú? Cái khu này là hiện tại bây giờ riêng khu vực chú đang quản lý ở đây là 35 hộ. 35 hộ hả? 35 hộ. Là đa số là trồng bắp thôi. Trồng bắp rồi trồng đào là nhiều nhất đi. Trồng đào à? Chính là đào thôi. Dạ, là mình cái trồng này chắc là mình cũng đủ ăn qua thôi chứ không có dư dả kinh tế được. Nói chung ở đây là thiếu nhiều lắm cháu ạ. Thiếu nhiều lắm hả con người cháu? Thì thiếu nhiều đó là vừa mình, mà dù cái thiếu nhiều ít mình cũng cố gắng mà làm thôi. Dạ, hay là mình cứ ở trên này mình sống qua ngày. Đúng, sống qua ngày có rồi. Cái gì ăn cái đó. Có gì ăn cái đó. Ăn lá cây rừng để sống luôn. Ừ. Chứ ở đây là đa số thì mình chỉ là làm cỏ làm gì ở trên này thôi. Chỉ làm cỏ thôi. Chứ không đi bẻ măng bị gì nữa. Không rồi. Ở đây cũng chả có thấy măng luôn chú nhà, không có thấy cây tre đấy. Mà cây tre có mà đây trồng một cây tre này nè. Họ cũng lấy măng mà xa lắm. Đi tốt có Phúc Bình á. Đi xa lắm. Phúc Bình á. Phúc Bình á. Cái núi này cũng có nhiều. Họ cũng nhóm họ ranh rủi cũng đi kiếm măng. Ở đây thì kiếm măng thôi, không làm gì được đâu. Chỉ có kiếm măng với trồng bắp thôi. Thì trồng bắp thôi, mùa đào là hái đào. Mùa chuối thì chặt chuối. Chuối chắc không mùa đâu. Ngày nào chuối hồi bà con. Nhưng mà chuối ở đây con nghe nói rất là rẻ. Thì dĩ nhiên rồi. Dạ. Nhưng mà chuối đây là nếu mà có hộ lên nói là có bán ký là 1 ký 3 ngàn. 1 ký 3 ngàn. 1 ký 3 ngàn. Nếu mà hộ là mua lầm đó là có tính quầy thôi. Tính quầy à? Một quầy là bao nhiêu thường như vậy? Quầy là nếu mà tùy theo, nếu mà tay lông á, tay mập, tay đẹp á là 5 ngàn. 5 ngàn một quầy hả? Không, ý là một nhánh á. Một nhánh hả? Rồi cái tít là một nhánh là tốt đẹp á 10 ngàn. Một nhánh này 10 ngàn. Mình một mình chú ở một cái chòi này luôn là cái chú là cái nhà chính là chú là ở dưới này có năng lượng đó. Cái đường này sắc đường đi đó cái đường chính nhà đó hay nhà có cái tôn đó hả? Bằng cái tôn nhà này con thấy rồi. Có cây tê cây lê là cây đủ cái... mà cây đó là cây dưa này, cây mít, cây xoài lum lum hết trồng đó rồi dép á. Chú trồng các cháu ăn thôi. Nếu mà mình bà con mình đây cũng làm kinh tế được đâu rồi cháu chứ ở đây là chỉ có là mùa chính nhất là bắp với đào thôi. Bắp ở đây mình bán được giá không chú? Mà tùy theo cái năm. Mà có đề năm là 15-16 ngàn. Mà nếu mà bắp bắp tây vụ á
có nghĩa là bắp làm sao được 20.000 cửa đó. Nhưng mà bắp trái vụ chắc là nó không đạt bằng bắp vụ được. Thì trái vụ có nghĩa là mà tầm sau á, tầm tháng 9 á. Tầm tháng 9, tháng 10 cũng bằng là bắp cũ thôi. Nhưng mà chủ yếu là đây là do thời tiết là, nắng nóng mưa nắng, nữa. Nắng nóng mưa, mưa thì ít, thì nắng nóng nhiều. Cho nên là bà con làm có lúc trúng bắp, có lúc còn có trúng. Cũng có trúng nhưng mà ít trúng hơn, ít trúng hơn. Còn bình thường là chắc là mình hòa vốn rồi chú. Trời hòa vốn trong vốn nhưng mà mai ở đây là miền núi, có chú ở đây là mà không có là bố phân thôi. Nhưng mà bố phân chắc chết luôn á. Bỏ phân là chắc lỗ luôn á. Là mình trồng, mình trồng bỏ thôi chứ bỏ phân nữa là lỗ chết luôn. Không có tiền để ăn luôn. Là có là tiền thuốc á. Mình làm cồ, mình làm cồ ít là có là có thuốc thôi. Con không biết sao mà mình người đồng bào mình á cứ hay chọn mấy những khu vực cao cao như thế này cháu Nhật. Chú có thể giải thích cho con biết được không? Tại sao mình lại chọn những cái nơi vùng cao để mình làm cái nơi để mình canh tác nông nghiệp? Cái đó là tùy theo hộ. Mà con có phải riêng cái hộ này là chọn hết tiền núi núi đâu. Nhưng mà làm hai bên. Tại vì thứ nhất á là hộ muốn có dưới có ruộng có rẫy. Nhưng mà với hộ ở đây á không có điều kiện phân bón. Rồi là ở dưới là phân bón, rồi tiền cày này, tiền phân bón này, tiền thuốc men rồi rất nhiều. Cho nên là hộ bón bón nằm dưới đồng bằng hết. Mà không phải núi đây trên quá núi đây là tầm thời gian thôi. Làm bắp thứ nhất mà con phân bón, cái thứ hai con có bò bê. Ấy là mình làm cao như vậy để tránh bò. Để tránh bò. Mình trồng chủ là trồng đào thôi. Mà dưới đất ở dưới là đất nông nghiệp nên là không trồng đào chứ có đất làm bắp. Mình làm lúa rồi làm ruộng thôi. Mà chủ yếu bà con ở đây nó sống rồi, nó dễ từ hồi xưa nó thói quen ở đây rồi. Giống như là mình thói quen của người đồng bào mình luôn rồi, thích được ở như trên này. Với lại con thấy ở trên này này, thứ nhất là khí hậu mát mẻ này, thoáng mát, giống như là hai chú cháu mình lên này đấy. Cả nhà phải leo lên trên này này, leo trên này ngồi mát lắm đấy cả nhà ơi. Thích quay là quay cái xuống nhà chú, quay cái cười cuối rồi đó là này. Cười lắm dưới này này. Chú là có để đồ để gì ở dưới ski hết luôn? Dưới hết luôn, dưới luôn. Còn cái trời này là của ai? Trời của chú. Cái trời này là trời tạm. Để mình lên trên này là mình ở trên này luôn. Còn mình xuống dưới kia nè. Mình ăn trưa trên này, còn buổi chiều mình mới xuống. Gà heo dưới này nè. Cái đường xe luôn đó. Đó, cái đường này là cái đường đèo nha cả nhà nha. Thì hôm nay hồi nãy con lên đây á, con quay con khảo sát với lại con thử nghiệm. Con nói là hồi nãy là con xin tiền đổ xăng. Không phải dễ chuyện đó đâu. Anh nào mà tốt đẹp khăn trang rồi sang trọng người không có chuyện gì hết xăng đuổi đâu. Biết luôn hả chú? Đoán rồi đúng không? Chú làm chú trưởng thu nhập anh mình đây là 20 năm. 20 năm để dùng núi là chú cũng thảo thủ cất. Trước đây là chú làm thu trưởng thu nhập anh mình á. Thu nhập xã Phú Hòa này là 20 năm. Rồi tiếp tục vô công an nữa là 2-3 năm nữa. Rồi đó nghề của chú không làm nữa. Chú không làm nữa, chú lên đây chú lên rừng ở ăn đúng không? Ăn rồi. Lên rừng đây chú vui tính quá nha. Nhà chú xa lắm ở nhà chú nha. Nhà chú đâu có xa, còn sát đường cái đường lũ mày thôi. Làng mới á. Làng mới hả? Làng mới mà chạy tới đây là thắng nhà của chú luôn. Vậy hả chú? Các bữa nào con ghé nhà chú chơi quá. Thì chơi cũng được, có sao đâu. Sát đường mà. Cái làng mới á. Chú có sợ người lạ không? Giống như con lại này, có sợ người lạ vào nhà lỡ mất gì thì sao? Không. Đó là ai cũng biết có người lạ, có người tốt, có người xấu. Có người tốt, người xấu. Có phải là người lạ mà mình xấu không đâu. Dạ đúng rồi. Chú hay quá chú ơi. Thì giống con người mình thôi. Một người á là đúng một người. Có ai ngón cao có thấp cái ngón này nè. Ai công bằng được đó. Đúng rồi. Thì chú. Người có tốt, người có xấu chứ. Cái lẽ là cả nước mình là xấu cả không phải vậy được. Thì chúng mình cản bụ thôi. Cái lẽ một cái xã mình là chính phủ mình hay là tất cả cá dân chính phủ hết không? Không phải chuyện đó. Có dân, có cha, có mẹ quản lý mình.
Dạ. Giờ nó hay quá chứ. À chú ơi, cái tay chú bị gì đấy? À cái này nủ đi làm gỗ á, đi làm sinh nghiệp á. À tại bị trúng cái xích. À bị kẹt vô cái máy á, bị kẹt vô cái máy hả? Ờ kẹt cái máy luôn. Wow. Bức như vậy nó hồi xưa chú làm công ty hả? Không, ở đồng tiên đi cũng đi là để đi kiểm tra rừng á mà. À. Để kiểm tra rừng á, chiếu nhiều bảo vệ rừng lắm. À, dạ, ui rồi ôi, bị như vậy luôn hả chú? Ừ. Bị mất 4 ngón, 3 ngón luôn. 3 ngón. Wow. Cái này bị như vậy là rất là làm khó làm cho công việc. Cũng được chứ. Cũng được hả? À, đầu tiên á là mình chưa thói quen á. À. Khó khăn lắm. Khó bây khăn giờ lắm. Là mình làm bình thường thôi. À, bây giờ là mình cảm giác bình thường hết rồi. Một cái đoàn chó là mấy người? À, một mình con thôi, con đi một mình, con đi khảo sát mấy khu vực này nè, con tìm kiếm những hoàn cảnh nào mà gia đình khó khăn á, con qua con giúp đỡ. Dạ. Dạ. Nhưng mà thì chú cũng làm tâm lý là con vất vả thôi. Dạ. Cũng nghĩa là qua sống qua ngày thôi. À dạ. Có ngày ba bữa thôi, nhưng mà giờ thì con không nổi đâu. Dạ. Núi mà. Dạ. Tụi con đi ở đây á, tụi con đi kiếm những cái hoàn cảnh gọi là đặc biệt khó khăn, giống như là người già neo đơn họ ở sống một mình này, những trẻ em mồ côi mà bị cha mẹ bỏ rơi đấy. Đấy, tụi con đi kiếm những hoàn cảnh đó, con giúp đỡ. Biết rồi. Dạ, đấy giống tụi như cái ăn gì này, quên là ông thích ông gì đó. À đúng rồi đấy, kiểu như vậy đấy. Dạ, tụi con là đi làm giống như vậy đấy. Tụi con đi giúp. Tụi là từ thiện không? Dạ, tụi con đi tầm thiện nguyện. Nói, dạ nói từ thiện cũng đúng, nhưng mà cái từ thiện á con thấy nó không đúng được rồi. Hay bằng cái từ thiện còn nguyện. Cái từ thiện với tình nguyện cũng nhau hết. Dạ đúng rồi, nhưng còn mà cái anh từ thiện á là từ nó lo nó. Dạ. Huy động tất cả binh thanh niên rồi cái gì đó. Dạ. Là đúng là tình nguyện. Dạ đúng rồi đó, cái đó là tình nguyện. Còn tụi con là thiện nguyện. À, tụi con là thiện nguyện khác, tình nguyện khác. Tình nguyện là một cái nhóm tình nguyện viên. Còn tụi con thiện nguyện là tụi con đi đến những cái nơi tới tận cái chỗ để tụi con tìm kiếm những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất có thể được tụi con giúp. Là tụi con giúp là tụi con lúc đầu thì tụi con hỗ trợ một khoản nhỏ thôi, còn sau này nếu mà có mạnh thường quân họ hỗ trợ thì tụi con sẽ qua lần nữa. Rồi kia mạnh thường quân rồi nó. Dạ đúng rồi đấy. Công ty nó riêng. Dạ đúng rồi. Tập đoàn rồi. Dạ dạ đúng rồi đấy. Đó cho nên là tụi con hay đi đó, con cũng hay đi, một hàng ngày con cũng hay đi ở đây đó, con lên Phước Bình con quay nữa đấy. Dạ con đi nhiều lắm, con đi theo con kiếm những hoàn gọi là những mảnh đời bất hạnh đấy, là bị nghèo khổ thì tụi con lo, có những nhà là tụi con lo là đến lúc mà họ đỡ hơn luôn, không dám nói giàu, không dám nói khó giả, mà tụi con sẽ là đỡ hơn, đúng rồi, họ sẽ cải thiện cuộc sống của họ luôn, có thể là như vậy. Nhưng ổn định một chút thôi. Dạ ổn định một chút thôi, chứ nếu mà lo mà nói rằng nói giàu hay là khá giả là không có được chú à, là mình giúp khả năng con người mình có giới hạn. Đúng rồi. Dạ. Chú ai nào mà dạ. Ai nào cũng đầy hết đâu. Dạ đúng rồi. Có thấp có cao chứ bộ. Dạ. Hay là chú cháu mình xuống dưới kia một chút xíu, xuống dưới về nhà cháu được không chú? Được. Đây hai chú cháu mình xuống được không chú? Được chứ. Có mệt cháu không? Không. Chú cũng về luôn chứ. À vậy hả? Bây giờ là bắt đầu sắp về rồi đúng không? À sắp về. Đây vậy hai chú cháu mình về xuống nha chú nha. Dạ dạ. Xuống pha trà uống đàng hoàng hả chú? Có tạp rất đàng hoàng. Chú thương, thấy thương chú quá cả nhà ơi. Hay là tí là giả vờ thôi đấy, tí là thử lòng chú thôi nè, bây giờ là chú mời trà luôn nè này cả nhà. Pha trà chứ. Dạ, giờ chú giờ con xíu con mang đồ giày xong. Mình ở đây là không về luôn, là một tháng, có khi một tháng mới về một lần luôn hả chú? Tại nếu mà về xăng dầu khó khăn cháu ạ, xăng dầu bây giờ nó mắc lắm, đúng rồi đó. 26-27 rồi, chứ ngày nào về là lúc bị quán rồi, xì rồi mình xuống chạy nữa. Thế là mình không dám về, mình sợ về. Là mình về là bình thường thôi, nhưng mà lúc mà mình ốm yếu á, là không có xăng để nhưng về. Mà cái chú là nuôi 4 đứa cháu. Thì cha mẹ nó làm bên công ty là không có gì đâu. Cho con mẹ với ông già này rồi thì cháu ăn. À chú nuôi 4 đứa cháu nữa hả chú? 4 đứa cháu. À dạ. Không chú ta nói nhiều. Dạ dạ đó. Là có 4 đứa cháu ở dưới không? Đứa cháu là ở nhà làm dưới. À dạ. Ừ. Đi hai chú cháu mình xuống dưới nha chú nha. Để con quay toàn cảnh căn nhà này của chú cho. Đây cả nhà ơi, đây nè, đây là cái căn chòi của chú, là chú làm đây để chú hóng mát nè. Còn cái này là cái chòi của mình là để nghỉ trưa hả chú?
là nấu ăn bởi bà thôi. À, cái này nấu ăn bởi bà. À, đây cả nhà ơi. Wow. Ôi trời ơi, ngủ đây coi chừng là rắn rết nhiều lắm á chú ơi. Không có đâu. Không có hả cháu? Ừ, không. À. Mình làm sạch sẽ mà. À, dạ. Mình dùng rã nhiều quá. À, cái này cái gì kêu đây? À, cái này. Đây là nước. À, cái này là nước nước miễn phí đúng không chú? Miễn phí, nước trên núi luôn á. À, nước ở đâu mình lấy xuống hay vậy chú? Xào lắm, chút trên núi á. Wow, vậy là mình mua ống nói về luôn hả chú? Ống về luôn. Đây này, ống này nè. Wow. Này luôn. Để mình làm mình tưới coi, tưới đù thì... À, nó tới đây luôn nè. Ui, nước này chạy mạnh luôn chú? Xuống làng luôn. À. Xuống dưới luôn. Đi hai chú cháu mình xuống dưới xem đi chú ơi. Mạnh lắm. À, mạnh lắm hả? À, thông tư là tưới coi thoải mái mà. Cái này nếu mà lỡ may mà do mùa hè á, nó có nước không chú? Có. À, mùa hè vẫn có luôn. Tháng tư là thường xuyên nước dưới đời hết á. À. Wow. Nhiều quá chú nha. Ừ. Trời ơi, chú đi thấy bình thường rồi á, con đi là hồi nãy con lên tới đây rồi con thở hơi chịu không nổi luôn. Tại vì cháu đi ngang thế này khó đi á. À, con đi, đúng rồi, khó đi lắm. Có đường đi thế này. À, cái này chú làm cái đường riêng hả? À, đường riêng. Cái đường này mà dắt mình hay đi cho nó mới đẹp này chỗ này. Ừ. Bà con lên núi lên đường này không chứ. À. Không biết xe máy là chạy xe máy, không biết xe máy là đi bổ thôi xe. Đó, xe con để dưới đó, con không biết đây. Đây cả nhà ơi, xe tới lại để dưới kia kìa. Để dưới cây chuối kia cả nhà. Dạ. Dạ, đó, cái chỗ cây chuối kia cả nhà. Con không biết con để dưới luôn. Cái đường lên núi này, cái đường bê tông đó không? Dạ. Sao xuống gọi nhà chú đi luôn. Con có biết đâu, con thấy hồi nãy bên đó con không nhìn thấy. Con nhìn thấy góc này con thấy có trời trên này, con lên con nói là lên đây con thử xin xăng của chú xem như thế nào. Chú biết cả nhà, chú ngay lắm cả nhà. Chú nhìn sơ qua cái là chú biết liền. Chú xin xăng hay không là chú biết nhất là tiếng nói này. Lề nói tiếng cái gì biết hết. Biết luôn hả chứ. Người lạ khác, người lạ không biết. Dạ. Lỡ con là người xấu thì sao, chú có sợ không? Thì người xấu gì cái đó là nói chung là người xấu, người tốt là trước mắt là mình tốt cái đó. Trước mắt là tốt nhất đúng không chứ? Không, mình đánh giá người ta xấu quá. Dạ. Dạ, tại sao là kêu người ta có xấu, kêu con đó là người tốt thì sao? Dạ. Nó có hai mặt thôi. Dạ. Cái gì cũng có hai mặt đúng không chứ? Có hai mặt. Mặt xúc, mặt xấu, mặt đẹp, mặt làm chứ. Dạ. Cái gì mặt xấu không mà xấu được. Dạ, chỗ nói hay quá cả nhà. Ôi trời, hôm qua con thấy ở đây mưa nhiều lắm không chú? Cái con ngày hôm qua tôi mưa nhiều lắm mà cháu à. À, con thấy mưa qua to lắm. Hôm qua con đi tới đây là con ướt luôn mà. Dạ hả? Dạ, con đi một khúc nó mưa, một khúc nó nắng, một khúc nó mưa, một khúc nó lắc nữa về tới nhà. Chủ mưa, chủ nắng. À, nó không đều hả chú? À, đúng rồi, không có đều. Mà thiếu nó chủ mày là nắng nóng này. Đúng rồi. Năm nay rồi. Dạ. Ít mưa. Cô hạ nhiệt đó đó. Wow, chú năm nay 60 tuổi rồi mà leo nước quá đỉnh nha cả nhà nha. Thì cố gắng mà đi chưa cháu ạ? À? Dạ. Nếu mà không đi không được, lo cho cháu ăn rồi cháu thằng lắm. Dạ. Hàng tiền bạc lắm chú. Một tháng mới về một lần luôn. Thì nếu mà cần thiết á, xuống lúc nào cháu được. À. Đi ngày đêm cũng được. Nhưng mà mình ở trên đây xăng xe gì nữa. À, xăng xe. Nói chung về kinh tế thì mình không có ổn, nếu mà về như vậy nó sẽ tốt hơn chú nha. Đúng rồi. Wow, xuống tới đây này cũng nhanh lắm cả nhà. Đó là có đường đi đã khác hẳn luôn cả nhà. Đó, cái nhà trên đó kìa. Xa quá. Mà múc chú cũng làm chòi đó luôn, làm chòi to luôn cho nó. Dạ. Cái đường ấy. Ôi trời ơi. Wow, cái nhà chú này cả nhà ơi. À, nhà xuống dưới đây là nhìn đẹp hơn nhà ở trên kia cái nhà. Nhưng mà cái nhà này là kiểu như là mang phong cách đó, thời xưa đó cái nhà. Cái nhà. Wow. Ôi trời mắc quá. Đây nè, cái khúc này là khúc đường ấy nè kìa, cái đường đèo này nè. Đường đèo Phước Bình này. Ở trong nhà nha chú. Ồ, trong nhà này cũng rộng rãi nha. Cái nhà này mát quá chú nha. À, đêm là lạnh lắm. À, đêm lạnh hả? Ừ. Ồ, cái đứa chó nè. Bé chó này kìa, dễ thương. Ừ. Chỗ mình mua đồng bằng á. Mua hả? Ừ. À, chứ mà người ta không cho hả chú? Người ta
chúng ta đuổi đuổi gà đuổi đùi à, à mình đổi mình lấy cái này đổi cái kia á à, ừ. Đây nghe FM hả chốt à. Người để FM đã có, để về nghe báo tình hình nước non dạ. Rồi bão rồi hai hai chú cháu mình ra ngoài ngồi thì cho mắt đi chú nha ngoài đi dạ, người ngoài đi cho nó thoáng hơn á. Wow, người đây mắc quá. Ở đây chú biết sao nó mắc như vậy không? Do là ấy đấy, do là ở gần đây mình có cái hồ nè. Ừ, nó mắc quá. Rồi. Wow, sướng luôn. Nãy leo lên mệt muốn chết, bây giờ xuống ở đây thấy khỏe hẳn luôn á chú. Chú cháu ở thành phố à. Dạ. Này cháu dễ thương cả nhà. Cái bàn này đó. À, có cái bàn cái gì luôn. Ừ, dạ. À, nước uống đó. Dạ, hai chú cháu mình uống xíu. Rồi ta tâm sự. Cả nhà ơi, cả nhà thấy người đồng bào họ dễ thương không? Họ mới lần đầu gặp tí thôi mà giống như là người quen, giống như là lâu lắm rồi đó cả nhà, họ tiếp đón này. À dạ, ấy là lần sau nếu mà có lên là gửi đây luôn hả chú? Dạ. Dạ dạ. À, chà, hai chú cháu mình tâm sự xíu chú nha. Wow, mấy cái này đường ống đường gì nước xuống tới đây luôn hả cả nhà? Xuống luôn. Ừ. Đã quá. Nước bể này giống như nước dưới thôi. Cái này kiểu này chắc là mai mốt là con mà bị nhỡ đường dọc đường á là chắc con ghé vào chỗ chú ngủ quá chịu cho có cho ngủ không? Không được thoải mái có đâu. Thoải mái. Là đâu băng băng đem con đi lấy đi cái gì rồi con trộn con trốn đi rồi sao? Thật thà tôn đem về thì được. Thà tôn đem về thì được hả chú? Chứ đâu có gì hả chú hả? Dạ. Chú vui tính đó cả nhà. Thấy thương người đồng bào lắm cả nhà. Đấy thì đây cũng nhiều đấy. Thì giao lưu cũng rất là nhiều người luôn. Ai cũng mến hết. Họ người lạ, họ cũng giống như người quen. Ít khi có họ không có ngại về cái vấn đề mà sợ sệt hay là bị sợ người khác lừa đâu. Như chú nói này đây. Người thì có người này người kia đấy. Chú không có sợ bị lừa. Trước tiên là phải họ phải nói là mình ấy đã. Trước tiên là phải nghĩ người ta tốt trước đã đúng không chú? Ở đây là hôm qua là mưa to lắm cả nhà. Mưa hôm qua to tí đi ngang đây mà tí ướt người hết luôn đó. Đi một khúc nó nắng rồi mình mưa lúc đầu tiên là mưa. Đi một khúc nó nắng cái bắt đầu là cởi áo ra, cởi áo mưa ra đấy. Cởi áo mưa ra bỏ vô trong cốp xe rồi đi một vừa đi một chút xíu là khoảng 2-3 phút cái nó mưa nữa chú. Bắt đầu lại phải mặc áo vào nữa. À rồi như vậy là tí có phải là thay 2-3 lần lại liên tục. Ui dồi ôi, hôm qua là gần 2-3 lần để thay áo luôn. Ôi trời ơi chú đáo quá cả nhà ơi. Dạ con cảm ơn chú nha. Hoàn cảnh của mình như thế nào chú? Hoàn cảnh của chú thì bốn nuôi bốn đứa cháu. Bốn đứa cháu đó là cha nó đi làm, mẹ nó đi làm đủ ăn thôi. Mà gửi về nhà là cho học hành chắc không có đâu. À dạ. Thế nên mẹ vẫn còn, cha vẫn còn. Ừ. Nhưng mà tầm tầm công ty đó, na tiền tổ, tiền đủ, tiền tất cả đó là gửi về cả 200-300. Chắc không đủ sống đủ đâu. À. Con tại vì ba đúng dạ. Bốn đứa cháu. Con thấy bây giờ hiện tại bây giờ là công ty đang thất nghiệp rất là nhiều. Đúng rồi. Có những người họ không có việc làm luôn chú. Con sợ là con chú là hiện tại bây giờ ở trên đó là không có việc làm đấy, cho nên mới gửi tiền như vậy đấy. Dạ. Thế như vậy. À, tội lắm chú ơi. Một mình chú là nuôi bốn đứa nhỏ nữa. Bốn đứa cháu. À dạ. Trong bốn đứa cháu đó là tiền nhất là tiền nữa. Tại vì chú là không có là hộ nghèo á. À chú không có hộ nghèo là toàn bộ buộc nhà trường buộc phải nộp tiền hết. À dạ. Cho nên á, tại sao mà bà con ở đây là có tiền cho con cái đi học mà không có tiền là cha mẹ nhúc trong nhà thôi. À dạ. Tại vì tiền ăn, tiền uống, tiền nộp phí không tiền á. À dạ. Cho nên là hơi khó lắm. À dạ. Có khó của chỗ đó, không phải là cấm đoán là các cháu, các chú, các anh đi học hành càng học nhiều càng tốt. Dạ đúng rồi. Nhưng với điều kiện ấy, rất khó khăn.
cái khó khăn cho nên là tại vì ở đây nó thất học nhiều lắm. À, ấy là tại vì nghèo á. Nghèo, không có tiền đi học á, mới thất học, học nhiều. Vậy là chú hiện tại bây giờ là có một đứa cháu là không có đủ tiền cho đứa cháu đó đi học hả chú? Ừ, tại vì riêng tại học đây là có ba cháu, một cháu là không đủ tiền đi học. Không đủ tiền nhà đúng không, là làm bề bà rồi rửa chén đồ đồ thôi. À. Không có điều kiện học mà tiền nộp là nộp thì cũng nộp nhiều, nộp từng em á. Dạ. 200-300 là tiền ăn uống là không còn gì hết. À. Liền chú là khó khăn lắm à. Thì chẳng qua là chú nói thì nói là cho quá là nhiều rồi. Yeah. Nhưng thật chất là không được hiểu lắm. Yeah. Cũng là nó chú thun nó nhiều, cha mẹ làm là làm đủ ăn thôi. Yeah. Mà gửi về nhà là không có gì hết đó. Không có đủ gửi luôn. Không đủ gửi luôn. Ừ. Vậy là cô ở nhà là cô đi rửa chén thuê cho người ta à? Còn cái con vợ nhỏ chú không rửa chén đó. Còn vợ chú hả? Vợ chú ở nhà thôi. Không đi làm. Không đi làm được. À. Thế ai nào là chồng bác là muốn làm á? À. Đi làm để nuôi cháu học hành ăn thôi. Còn vợ chú là cô ở dưới học hành nữa. À. Cơm nước nè, rồi giặt quần áo nè, lung la hết. À, dạ. Nên là ô mình chú làm bắp làm dưới đây một mình chú chứ mấy. À, một mình chú luôn. Mình chú luôn. Tự trồng tự làm cỏ làm gì luôn. Ừ, làm cỏ rồi tụi mình làm luôn. À, cái khu đất rộng lắm cả nhà, để tí đứng lên cho cả nhà xem nha. Rộng lắm, hồi nãy tí có quay khúc đầu cả nhà. Đấy, là một mình chú làm hết luôn đấy. Tại vì rồi những đất đã đô hết rồi là 3 ha. 3 hết 3 mẫu. Ừ, 3 mẫu. Wow. 3 ha. À, lòng mình chú à. À, 3 mẫu một mình chú làm. Ừ, mình chú làm cỏ nè. Tổng đào tổng đồ cái lòng mình chú thôi. À, dạ. Thì bà thì giữ cháu dưới học. À, dạ. Mà một đứa cháu bây giờ là không có tiền để đóng đi học luôn hả chú? Đóng đi học luôn. À. Cho nên là ở nhà bởi bà thôi. À. Dọn dẹp. Là bây giờ là cần bao nhiêu tiền là mới đi học được chú? Chắc cái đó là chắc tiền. Còn cái đó là khó khăn là cháu à. Dạ. Tại em ở đây, tỉnh bố học một năm rồi. Nghỉ một năm rồi hả? Nghỉ một năm rồi. Ừ. Để không tiền đi đóng á. Dạ. Tiền đóng là nhiều lắm. Nếu mà nghèo thì được. Đây là còn nghèo mà. Còn nghèo không bao giờ mà ấy đâu. À. Để nói chung nhà nước mà. Chứ dạ. Cái đó có được. Dạ. Mình có tiền là mình lục học chắc ở đây một năm rồi. Đóng học nữa đâu. Ừ. Học tới lúc mấy nghỉ? Tới lúc năm. Lúc năm là hết tiền đóng luôn. Hết tiền đóng luôn. Ừ. Thấy thương quá cả nhà ơi. Nhưng mà hiện tại đang học ở đây là ba đứa em đó. Dạ. Mà đứa còn nhỏ lắm. Dạ. Đứa nó học mẫu giáo mà. À, dạ. Ừ. Thì nói chung là tiền ăn tiền đó thì có một bà già đó là có khi làm muốn làm thuê là đủ cái cháu đang học sẵn thôi. Dạ. Còn cháu ở đây là cháu tự xin tự việc ở trên này luôn. Mình ở mình tự kiếm ăn trên này luôn. Ừ, kiếm ăn ở đây là chú mình già rồi ăn lá đủ ăn rồi muốn cái gì được hết. Dạ. Mình có cháu đồ ăn theo mình được. Dạ. Mình chịu chủ chúng tôi nói thôi. Dạ. Chú được khó khăn lắm. Dạ. Mà thì... chú đâu có làm mướn làm con được đâu. Chú có dạ. Làm rễ thôi. Đúng rồi. Thì hôm nay á thì con qua đây á thì cũng được nhờ sự trợ duyên của anh Quang. Là anh có gửi cho con là con sẽ biếu chú 200.000. Là cái tiền đó, cái tiền mà anh Quang gửi cho con á là nói là đi kiếm hoàn cảnh nào là khó khăn thì sẽ trao cho người đó. Thì hôm nay con qua đây thì con biết hoàn cảnh của mình, cũng qua cái lúc đầu là con thử xin xăng á, mà cũng có cái duyên là con với chú luôn. Là hôm nay thì con xin biếu chú là 200.000, con gửi chú nha. Dạ, con đưa hai tay không được. Dạ. Nhà na à, chú nói là cảm ơn anh Quang. À, chú con cảm ơn anh Quang từ nhà hỗ trợ chú người khó khăn nhất. Dạ. Bụng sâu bụng sao bụng đau bị khó khăn. Dạ. Đấy thì là chú là hiện tại bây giờ là ở đây một mình, còn vợ chú ở nhà là phải chăm mấy đứa cháu. Con chú là cũng có con nhưng mà đi làm á là không có đủ tiền gửi về cho con cháu. Tại vì bây giờ là đang thất nghiệp rất là nhiều. Có thể vậy đó. Dạ, thất nghiệp nhiều lắm chú ơi. Cho nên là có khi là ở trên đó là họ không có đủ tiền ăn luôn đấy. Có những người là ở nhà còn gửi lên luôn. Thật sự rất là tội luôn. Thì qua đây thì tí thấy cái hoàn cảnh của chú như vậy. Đấy cái tay của chú nè cả nhà. Thấy tội không cả nhà?
Làm cố gắng mà làm thôi. Dạ. Chuyện gì con làm các cháu làm gì ăn. Dạ. Lúc đầu là tí nói chuyện với chú là tí kể về, chú kể về cái cuộc sống bình thường thôi. Còn tí ngồi đây chú với tí uống nước trà này cả nhà. Thì nói chuyện một hồi nữa thì tí mới biết ra cái hoàn cảnh của chú là đáng được giúp. Cho nên thì cũng qua đây thì hôm nay thì có anh Quang là anh nhờ tí là cho tí là một cái số tiền đó. Và nói với tí là đi kiếm những người hoàn cảnh nào khó khăn thì tí cứ trao cho họ. Này hôm nay thì tí chọn chú thì thật sự là rất cảm ơn anh Quang. Thì tí cũng làm video tới đây thôi. Cả nhà ơi, thì cả nhà theo dõi tí bằng cách là đăng ký, để đăng ký kênh của tí để cùng tí trên cái quãng đường thiện nguyện này nha cả nhà nha. Dạ chào tạm biệt cả nhà. Chào các bạn.